Xin chào các bạn, đây là hình ảnh của cầu Mỹ Thuận 2 phía bên địa phận của phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Mình thấy là đang chuẩn bị những cái thiết bị để đúc cho cái đốt K2 nè, cho nhịp dây văn thứ hai. Còn bên đây là bên trụ tháp chính bên bờ Tiền Giang, phường Tân Hòa, ở bên xã Tân Hòa của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nè, cũng đã lên dây văn đầu tiên rồi. Và bên trong là phần cầu dẫn và phần đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên Tiền Giang. Lời đầu tiên thì xin chào quý cô chú, anh chị em và các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Hôm nay đã có thể quay trở lại với những hình ảnh chia sẻ về tiến độ cập nhật của dự án cầu Mỹ Thuận 2. Bây giờ trước tiên thì việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này với tiến độ ra sao và như thế nào thì mời quý cô chú, anh chị em và các bạn cùng xem những hình ảnh ở bên khu vực của bờ Tiền Giang nhé. Thì cầu Mỹ Thuận 2 là cái cầu dây văn nằm trong hệ cao tốc Bắc Nam, được bắc qua sông Tiền, kết nối giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ thì mình đảo vào bên trong khu vực của cái phần mà đường dẫn và phần cầu dẫn. Hôm nay là thứ ba, ngày 27 tháng 12, thì cũng còn mấy ngày nữa là hết Tết Dương Lịch rồi, đến Tết Dương Lịch sang năm 2023 rồi. Xem tình trạng, tình hình diễn biến việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này ra sao và như thế nào nha. Đây là một cái cầu có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Các bạn có thể nhìn thấy bên dưới, đây chính là cái phần mà đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 ở khu vực của gói thầu XL02 nè, đang gấp rút thi công hối hả luôn nè. Nay 27 rồi thì còn có mấy ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Dương Lịch chào đón 2023. Cái đoạn đường dẫn bên phía địa phận Tiền Giang dài đâu đó là khoảng 4,3 km nha quý cô chú anh chị em. Và nó nối với nút giao An Thái Trung, kết nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Bên dưới các phương tiện xe lưu làn tập trung để thi công cấp phối đá dâm cho cái nền đường, cái đoạn của gói thầu XL02 này. Khu vực này khu vực của, theo như tìm hiểu mình biết, là xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và nói tiếp với khu vực này chính là cái đoạn cầu cạn. Cầu cạn thì nó vượt qua con đường vào Bắc Mỹ Thuận cũ ngày xưa. Tới đây mình thấy là cái phần mà đường dẫn nó hẹp lại rồi nha. Nó đâu đó thì khoảng cỡ 17 mét với chiều rộng của cái phần cầu cạn á, và với thiết kế là 4 làn xe. Bên tay phải thì mình cũng có chia sẻ nhiều, chắc lẽ là cô bác quý chú cũng đã biết, bên tay phải chính là cái phần đường quốc lộ 1A, biểu tượng của hình trái cây của biểu tượng của Cái Bè nè. Cái Bè thì đặc sản có rất là nhiều loại trái cây nha. Từ khoảng khu vực này xuống tới bên dưới nối với cái nút giao An Thái Trung là đâu đó là khoảng 2 km đến 3 km nha. Sẽ nối với nút giao An Thái Trung và nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ.
Giờ trở lại với những chia sẻ chính là ở hai ngay tại khu vực của ngoài lòng sông, nơi thi công hai cái trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 á. Mình sẽ quay trở lại ở đó. Còn đoạn này thì các bạn của quý cô chú cũng đã thấy được những hình ảnh này về cái phần đường dẫn và phần cầu cạn của cầu Mỹ Thuận 2 bên địa phận của tỉnh Tiền Giang rồi đó. Một đoạn cho quý cô chú thấy được một đoạn rồi đó. Vì có thời gian mình sẽ cập nhật cho quý cô chú xem hết cái đoạn 4,3 km về cái phần đường dẫn bên địa phận cái tỉnh Tiền Giang sau nha. Giờ mình quay trở ra ngoài khu vực của ngoài lòng sông nơi thi công hai trụ tháp chính. Ở bên dưới là đường Bắc cũ ngày xưa đó. Đường Bắc cũ dẫn ra phà Mỹ Thuận cũ ngày xưa. Hôm gài thì trời cũng se se lạnh rồi, cũng đón những cái đợt những luồng gió lạnh ở ngoài miền Bắc tràn vào và cũng có sương mù cũng tương đối là nhiều. Tầm quan sát không có xa. Ở đoạn này các bạn cũng thấy bên dưới đang thi công cho việc cấp phối đá dăm cho cái phần đường dẫn ở khu vực của gói thầu XL02 nè. Và bên cạnh đó là thi công cho cái phần mà cống thoát nước. Bên dưới mình thấy là tập trung các chiếc xe lưu ham và bên cạnh đó là những chiếc xe chở bê tông đang được điều phối chở vào bên trong khu vực để cần đổ bê tông nè. Bên trái cũng đang thi công cho cái đường dân sinh, đường gom á, những chiếc xe lưu ham đang thi công cấp phối đá dăm cho cái đoạn đó. Ở khu vực này mình thấy là một bãi tập kết rất là nhiều các đá dăm, rất là nhiều. Bên trái màn hình một bãi đá rất là lớn để đem di chuyển lên bên trên cái nền đường đang thi công bên trên này cho cấp phối đá dăm cho nền đường này. Đoạn này theo như mình nhớ đây chính là cầu Mỹ Hưng. Cầu Mỹ Hưng là cái cầu, là một cái đoạn cầu nằm trên cái phần đường dẫn của nằm trên phần đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2. Và mình thấy là người ta thi công theo từng đoạn của phần đường dẫn này, đoạn nào xong một cái giai đoạn người ta sẽ tiến hành tới giai đoạn tiếp theo là giai đoạn hiện tại như các bạn thấy cấp phối đá dăm. Sau khi hoàn thiện cái công đoạn cấp phối đá dăm thì người ta sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường. Và phần đường dẫn này cũng sẽ thi công tương tự giống như là cái việc thi công một cái đoạn đường cao tốc vậy đó. Tại vì nó cũng nằm trong thành phần của đường cao tốc. Bên dưới đây thì có một cái đã đổ bê tông xong cái cống hộp một cửa nè, và bên dưới thì các phương tiện những chiếc xe lưu ham và cu ve đang thi công bên dưới rất là nhiều. Rồi đoạn này thì cũng vậy luôn, cũng đang thi công cho phần các K95 và cấp phối đá dăm cho cái nền đường. Có thể nói những ngày cận Tết Dương lịch này rất nhiều các phương tiện đang thi công cho cái đoạn đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 bên địa phận của tỉnh Tiền Giang thuộc gói thầu XL02 theo như tìm hiểu của mình. Ở đoạn này thì quý cô chú cũng đã thấy
đã được hãm bê tông nhựa nè, gói nhựa lên bên trên bề mặt đường rồi nè, được một đoạn rồi nè. Màu nhựa rất là đẹp luôn, một cái màu đen. Hy vọng sự trở lại này của mình sẽ góp phần chia sẻ những cái tài liệu quý báu cũng như là những hình ảnh đẹp về cái phần thi công cầu Mỹ Thuận 2 và những hình ảnh thay đổi đất nước quê hương miền Tây cho quý cô chú những người xa quê hương có thể nhìn thấy được những hình ảnh này. Bên phải là hai trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công nằm trong hệ cao tốc đường cao tốc. Còn bên tay trái là hai trụ tháp chính có hình chữ H của cầu Mỹ Thuận 1. Bên trục quốc lộ 1A là trục đường dành cho tất cả các phương tiện đường bộ di chuyển. Còn thi công cái đoạn chân cầu này là sẽ khớp nối với cái mố cầu M1, là mố cầu là phần chân cầu dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 này. Đoạn này thì các bạn thấy cái đoạn nối này đã lắp cốt thép và mình thấy là đang tiến hành đổ bê tông. Và mình quan sát là mình thấy là ở hai bên cái váy cầu, ở cái nhịp chân cầu và về với phần cầu dẫn này nè, chưa có thi công làm cái váy cầu hai bên, và ở giữa tim đường cũng chưa đổ bê tông làm như vậy phân cách cứng ở giữa tim đường. Tới đây thì là cái làn đường là 6 làn xe nha quý cô chú anh chị em, không có làn dừng khẩn cấp. Cầu này thì đã hoàn chỉnh cái phần váy cầu hai bên và tim đường rồi nè. Hai cái nhịp cuối của chân cầu thì sẽ thi công cho những công đoạn tiếp tục. Do mình đang ghi âm trực tiếp cho nên là sẽ ảnh hưởng bởi những tiếng đồ ồn của xung quanh, thì mong quý cô chú anh chị em thông cảm. Do thời gian cũng bận bịu cho nên mình sẽ ghi âm trực tiếp như thế này luôn. Hôm nay để xem coi diễn biến thi công cái khu vực của hai trụ tháp chính này ra sao như thế nào, là cái công đoạn thi công phức tạp nhất của việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này. Trước tiên thì mình sẽ đảo vòng xung quanh cái khu vực của cái trụ tháp T15 bên vợ Tiền Giang này nhé. Hôm nay thì mình đã thấy được những hình ảnh của những sợi dây văng, 4 sợi dây văng đầu tiên trên cái nhịp 9K1 của trụ tháp bên bờ Tiền Giang đã được lắp vào cái vị trí thiết kế. Và mình thấy là bên dưới những cái khối sắt của cái hệ đài giáo đang được tháo ra lần lần. Đây là cái cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Và với thiết kế là 6 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp, là cầu nằm trong hệ cao tốc chỉ cho ô tô di chuyển. Cầu Mỹ Thuận 2 thì sẽ thiết kế với hai trụ tháp chính như thế này, một trụ bên Tiền Giang và một trụ bên Vĩnh Long. Thì mỗi một trụ tháp như vậy thì sẽ có chiều cao là khoảng 125,5 mét. Xe
Sau khi mà đảo một vòng thì bây giờ mình sẽ tiến lại gần hơn cho quý cô chú cùng xem. Bên tay phải mình thấy là tập kết và đúc rước nhiều các phiến dầm Super T để chờ sẵn. Còn đây chính là trụ, hai cái cột này là của khu vực của cái trụ T14. Battery level is low. The aircraft will go là cái trụ cầu sẽ kết nối với cái phần mà nhịp chính dây văng ra ngoài lòng sông. Ở cái phần cầu dẫn như lúc nãy các bạn thấy á, nó có một cái kiểu hình dạng cong cong như vậy, thì người ta cũng trong thiết kế người ta cũng có suy nghĩ, cũng có tính toán tại sao làm cong như vậy rồi. Mà lúc trước thì cũng có nhiều bạn thắc mắc hỏi mình sao không làm thẳng chạy cho nó ngon cho khỏe, nhưng mà bên kỹ sư người ta có tính toán của người ta hết đó, là làm cong vậy là cũng có lý do chứ không phải người ta muốn làm cong đâu các bạn. Nhiều khi đôi khi mình cứ nghĩ, người bình thường mình cứ nghĩ mình không rành đó, mình cứ nghĩ là đường thẳng thì chạy sẽ ngon, nhưng mà chưa chắc đâu. Đối với những cái trường hợp và những cái vị trí và những cái nơi cần phải làm cong như vậy. Nay thì mình thấy là trụ hấp chính bên vào Tiền Giang T15 này xây cũng khá là cao. Giờ mình cùng xem bên dưới cái nha, rồi sau đó thì mình sẽ di chuyển lên bên trên. Đốt K1 là khối nhịp chính dây văng đầu tiên đã hoàn thiện rồi nè. Sắp tới mình thấy là chuẩn bị, khi mà lắp dây văng xong hoàn thiện thì người ta sẽ tiếp tục cho công đoạn lắp xe đúc và lắp thi công cho đúc đúc K2 thứ hai của nhịp chính dây văng thứ hai. Bên trên cái khối dầm K1 thì để rất là nhiều các thiết bị vật tư cho cái việc thi công thiết kế. Vị trí của đầu cáp dưỡng lực ở bên dưới nơi vị trí còn ló ra kìa, sau này người ta sẽ bịt kính lại vị trí đó, xong như lúc trước mình có chia sẻ những cái video á, thì sau đó cắt đầu cáp dưỡng lực, còn phần cáp còn dư thì người ta sẽ tiến hành lắp xe đúc và thi công cái đốt thứ hai, đốt đúc K2. Bên dưới thì mình thấy có còn có một cái vị trí chưa có thi công để mà kéo căng cáp dưỡng lực đó.
Ở bên trên thì có hai cái ô vuông vuông, mà hai ô vuông vuông lồi ra, đó là vị trí của đầu cáp dưỡng lực đã được cắt, cái căng kéo cáp rồi cắt, rồi sau đó là người ta bịt kín lại đó, để bảo vệ cho cái phần mà cáp dưỡng lực nó được đảm bảo không bị hư hại. Và bên dưới thì mình thấy là đang tháo dần dần nha, cái hệ là giáo màu xanh nè, cái dàn giáo màu xanh nè. Tại vì sau khi mà đã căng kéo cáp, treo dây văng xuống bên dưới, treo dây văng xuống bên dưới thì dây văng này nó đã chịu lực cho cái khối nhịp chính K1 này rồi, cho nên là không cần thiết phải để cái dàn giáo bên dưới. Bây giờ mình tháo ra cho nó tiện lợi để sau này đúc cái lắp xe đúc để thi công cái khối K2, cái nhịp chính dây văng thứ hai nó được dễ dàng hơn. Đây chính là cái phần khu vực vị trí bên dưới nè, vị trí bên dưới của cái khối dầm K1, và các bạn cũng có thể nhìn thấy được cái mặt phẳng nó nghiêng như thế nào ha. Mình nghĩ là chắc cũng lắp những sợi dây văng cũng gần đây, cho nên là mình thấy chưa có tháo ra những cái phần mà bảo vệ cho cái sợi dây văng treo. Nó còn cái phần bảo vệ là những cái bao mũ trắng hay gì đó, nó còn bao quanh xung quanh cái phần dây văng. Bên dưới có cái cẩu cũng khá là lớn. Đảm nhận để thi công cho cái phần khu vực này. Cẩu tháo dỡ những cái phần bên dưới và cẩu sẽ đúc lên bên trên sau này. Đây thì mình thấy là cũng chưa có căng kéo cáp dây văng hết cái đoạn khu vực này nè, xin lỗi, cáp dưỡng lực hết cái khu vực này nè, dưới còn có một cái lỗ kìa, không biết cái lỗ đó để căng kéo cáp dây văng sau cùng hay là như thế nào đó thì mình vẫn chưa rõ nha. Và mình thấy là vẫn chưa có cắt nè, có còn hai cái ló, cái phần vàng vàng á, ló phần cáp dưỡng lực chưa có cắt. Cắt xong rồi, sau khi cắt xong người ta sẽ bịt kính, bao kính lại, còn như còn ló ra những cái ô vuông vuông mà xi măng vuông vuông á, người ta bao bịt kính lại. Còn bên trên đây là cái phần mà dây văng thì màu xanh, nhưng mà ta chưa tháo cái bao bảo vệ của cái phần dây văng treo, còn để cái bao màu trắng ở bên ngoài. Có nhiều bạn thì chắc có lẽ cũng thắc mắc, không biết là cái sợi dây văng này như thế nào. Thì trong một cái sợi cáp treo dây văng này thì người ta sẽ có nhiều sợi cáp nhỏ bên trong được gọi là tao,
Tao là một cái đơn vị của cái bên cái phần này. Theo như tìm hiểu của mình thì mỗi sợi cáp di băng sẽ có 31 tao. Đối với cái sợi băng của cầu Mỹ Thuận 2 này nha, là 31 tao bên trong của mỗi một sợi di băng như thế này. Trong mỗi tao đó là sẽ có một sợi đơn. Zoom lên cho các bạn thấy rõ nha. Trong mỗi một tao như vậy thì sẽ có một sợi đơn. Nó sẽ có những cái tao nhỏ hơn để bệnh lại hạch sợi. Những lý thuyết này thì cô chú bà con các bạn biết vậy là đủ rồi. Thì các bạn biết rồi đó, thì bên trong nó sẽ có 31 sợi nhỏ đó nha. Và 31 sợi nhỏ đó sẽ được, thì mỗi một sợi nhỏ nhỏ đó, trong mỗi một cái 31 sợi nhỏ đó thì nó sẽ có những cái bệnh lại những cái sợi nhỏ hơn nữa đó. Các bạn biết thì vậy là được rồi. Nói chung là đi sâu về vấn đề lý thuyết này cũng như là về cái thuật ngữ về bên này thì chỉ có những người chuyên môn thì mới có thể hiểu rõ hơn được khi trình bày. Như vậy thì mình cũng chia sẻ sơ cơ bản nhất cho các bạn biết và nắm được về cái những sợi tao, có bao nhiêu sợi tao bên trong cái một cái sợi dây văng lớn này. Tới thì khi mà Tết Nguyên Đán thì quý cô chú bà con về quê đi ngang sẽ thấy cái cầu Mỹ Thuận 2 này nó rất là hoành tráng khi mà xây dựng ra những cái nhịp đúc cột đúc K2, K3 đồ kia này nọ đó. Thì mình nghĩ là sắp tới không bao lâu nữa sẽ tiến hành lắp cái xe đúc để nối khớp nối vào hai cái đầu hai bên của cái khối dầm K1 để thi công cho đốt K2. Thì mình nghĩ là còn khoảng 1 tháng nữa đó thì cái việc thi công đốt cả hai nó sẽ diễn ra trong sắp tới. Khi mà quý cô chú về quê ăn Tết vào lối hai mấy Tết là sẽ thấy khối K2 và thấy cái nhịp chính bên dưới nó sẽ dài hơn ở thời điểm hiện tại này. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên bên trên cho quý cô chú xem về cái hai cái đúc đúc ở bên trên lên đến đỉnh tháp. Hướng này hướng sông Tiền đổ về thượng nguồn, còn hướng ngược lại là hướng đổ về cửa biển hạ nguồn. Đây là hình dạng của cái trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2. Nó sẽ có một cái hình dạng giống như một viên kim cương hay là một chữ V ngược mà nhiều người thường hay thấy đó. Hiện tại theo như tìm hiểu của mình thì cái bên trên việc thi công các đốt đúc thì đã ở đốt xây dựng ở đốt 31 trên tổng số là 33 đốt đúc. Để mình đo coi độ cao là hiện tại là bao nhiêu nha. Hiện tại thì độ cao đã rơi vào khoảng 120 mét rồi nha. 120 mét.
bên trên thì mình thấy là mới vừa cấy hép cho cái đốt 31 thì phải. Theo như tìm hiểu của mình thì cái phần thi công di văn này á, phần treo di văn này á, là cái phần thi công của cái nhà thầu bên mà công ty FVN, là công ty Hisinet Việt Nam đảm nhận thi công treo di văn. Hai cái cẩu háp đang làm việc cho cái các đốt đúc bên trên này và bên cái dưới, để mình coi đo coi cái hai cẩu háp này nó ở độ cao bao nhiêu nha. Hai cẩu háp này đã có với độ cao là khoảng 152 m đó. Bây giờ mình sẽ bay xung quanh cho quý cô chú xem cái hình dạng của cái đúc đúc bên trên này nhé. Chỉ còn đâu đó là hai đốt đúc nữa là sẽ đến đúc đốt 33 là lên xây lên đến đỉnh tháp. Vị trí này thì bảng logo có một cái sàn công tác rất là lớn. Ở bên đây thì mình thấy có một số anh em công nhân được cẩu đến vị trí này để thi công ngay tại cái phần này. Đang thi công tại vị trí cái phần thân của cái trụ tháp này.
mấy anh đang thi công ngay vị trí này. Giờ mình lên bên trên để mình coi xuống bên dưới cái phần cốt thép của cái đốt 31 và 32 sắp tới này nhé. Rất nhiều anh em đang tập trung bên trên này để thi công. Và mình thấy là đang thi công xung quanh cái đốt 31 nè. Những tấm ván mình thấy là được di chuyển để lắp vào vị trí thiết kế để thi công cho cái phần công việc mới. Từ bên đây nhìn qua bên kia cái trụ tháp T16 bên bờ Vĩnh Long thì cách đó khoảng cỡ 400 m. Không còn bao lâu nữa, còn khoảng một tháng nữa thôi là sẽ đến Tết. Hy vọng là với tiến độ này sẽ có những thay đổi mới hơn về xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này, cũng như là để cho mọi người đón cái Tết được vui hơn khi nhìn thấy cái công trình ở miền Tây quê của mình ngày ngày một phát triển hơn qua những cái công trình như thế này, thúc đẩy đất nước phát triển hạ tầng giao thông về đường bộ, đường cao tốc ở miền Tây, miền Nam Bộ.
bên trên thì mình thấy ở chính giữa vẫn có các rỗng nha quý cô chú anh chị em. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái trụ tháp chính T16 bên bờ của Vĩnh Long nha. Hôm nay thời tiết sương mù rất là nhiều luôn. Tuy là giữa trưa nắng 2-3 giờ trưa rồi mà cái kiểu mà sương mù, kiểu mà mù mù á, nên cho nên tầm nhìn không có nhìn xa được. Đây chính là trụ tháp màu đỏ, là trụ tháp T16 bên địa phận bờ của Vĩnh Long, của cầu Mỹ Thuận 2 nè. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Mình đảo một vòng cho bà con như quý cô chú các bạn xem sơ lược qua, sau đó mình sẽ tiến lại gần hơn. Trước tiên mình sẽ tìm hiểu và xem coi cái việc xây dựng các đốt đúc bên trên của cái trụ tháp T16 này nhé. Mình thấy là cái đốt 31 này hình như là gần hoàn thiện rồi nè. Trong là phần cầu dẫn, dẫn với nút giao quốc lộ 80 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Mình thấy là ván khuôn được ốp xung quanh gần như là bao bọc gần muốn hết rồi đó. Còn một vài điểm và một vài góc thì chưa có ốp ván khuôn bao quanh thôi. Mà cơ bản là ốp ván khuôn gần hết cái đốt đúc 31 này. Theo như mình nhớ là đốt đúc này đốt đúc 31. Bên trong cũng vậy, bên trong ván khuôn bên trong cũng lắp gần xong xong hết rồi. Bên trong phần lõi của cái đốt 31 nè. Thank you.
bên trên đang thi công cho đốt đốt này. Mình nghĩ là ít hôm nữa sẽ tiến hành đổ bê tông thôi. Cốt thép thì cũng lắp, thấy cũng dày đặc cũng rất là nhiều đó, nhưng mà chưa có điều đặn cho lắm. Và cái phần ván khuôn cũng được lắp vào bên trong đây, cũng gần sắp ốp ván khuôn, gần sắp đầy đủ rồi nè. Còn cái góc bên tay phải thì chưa có lắp ván khuôn thôi. Với cái này thì mình nghĩ là chắc khoảng 2-3 hôm gì nữa sẽ tiến hành đổ bê tông cho cái đốt 31 này. Theo như mình nhớ này là đốt 31, đốt đúc 31 trên tổng số là 33 đốt đúc. Đang câu kéo gì bên góc bên mé bên trong. Các bạn cũng thấy đó, đó chính là cái sợi dây văn, sợi dây văn có một màu xanh rất đặc biệt, màu này màu xanh đậm nha. Mình thấy còn cái sợi dây văn bên cái trụ bên của trụ cầu Mỹ Hưng 1 á thì nó có màu xanh, màu xanh dương đó, màu xanh dương đó. Bên đó là những sợi dây văn có màu xanh dương của trụ cầu Mỹ Hưng 1. Còn trụ cầu của Mỹ Hưng 2 thì mình thấy là nó có màu xanh này, xanh đậm. Màu xanh này rất là đậm. Và bên dưới mình thấy là có chiếc cẩu, kèm theo đó là một chiếc xà lan. Chiếc cẩu nằm bên trên chiếc xà lan này mình thấy là đảm nhận cho cái việc thi công, hình như là để cẩu những cái thiết bị và cái phần để chuẩn bị cho việc đúc cái đốt K2 nè. Mình thấy là những thiết bị chuẩn bị cho cái phần đúc xe đúc, thiết bị đúc cho cái K2 đang chuẩn bị lau lắp lên bên trên nè. Như các bạn nhìn thấy, đây chính là những cái phần xe đúc để đảm nhận thi công cho cái khối dầm K2 là nhịp chính dây văn thứ hai, tự đúc nhịp chính dây văn thứ hai cho sắp tới và sau này, cũng như là cho cái phần thi công cái nhịp đúc K2, K3 cho đến K16 á. Màu đỏ là xe đúc bên trụ T16, còn màu xanh là xe đúc bên trụ T15. Và mình thấy là bên dưới cũng có anh em công nhân tập trung bên dưới cái phần xe đúc đó để mà thi công, để chỉnh sửa, để sắp tới để lau lắp vào bên trên cái phần khối nhịp chính K1 để đúc cái khối nhịp chính K2 là khối nhịp chính thứ hai. Và bây giờ thì mình trở lại đại công trường nơi mà thi công cái phần các đúc bên trên và những chia sẻ của mình tiếp tục nữa nha. Xe đúc này mình nghe nói là chở từ lúc ngoài Đà Nẵng vào bên vào trong miền Tây mình nó lần nha các bạn. Và mình thấy là bên dưới cái phần những cái phần khung sắt
những cái phần khung đài giáo đã được tháo qua gần hết rồi, còn mấy bên trong nữa. Đó, đây là hình dạng bên dưới. Hai cái thanh chân của cái trụ tháp chính nè. Dọn trống lỏng bên dưới đó. Tại vì khi mà đã treo dây văng thì dây văng nó đã chịu lực cho bên dưới, cho cái phần nhịp khối dầm nhịp 9K1 này rồi, cho nên là không cần cái phần đà giáo bên dưới nữa. Lộ rõ, rất là rõ về cái hình dạng của cái khối nhịp 9K1 đầu tiên. Sợi dây văng màu xanh nè, xanh. Rồi mình thấy là cũng có bên đây cũng vậy. Đây là cái phần mà cái cuộn giấy màu vàng vàng, các bạn thấy đó. Là cái phần đó là phần cáp dưỡng lực. Mình thấy là vẫn chưa có cắt cáp dưỡng lực và chưa có căng kéo cáp dưỡng lực hết cho cái phần mà đầu cáp dưỡng lực ở vị trí này nè. Và các bạn thấy những cái phần tròn tròn á, nhô ra tròn tròn là những cái khối, những cục bê tông, những cục xi măng nó được trám, trám bê tông kín cho cái đầu cáp dưỡng lực rồi đó, để đảm bảo cho cái không bị gỉ sét và cũng như là hư hại, bảo vệ cho cái phần cáp dưỡng lực. Còn màu xanh bên trên là cái phần mà cáp treo dây văng. Vẫn còn bao bọc nè, chưa có khui hết cái phần mà cáp treo dây văng nè. Hình ảnh rất là đẹp luôn. Nước chảy rất là xiết mạnh nha. Ít hôm nữa mình sẽ thấy chiếc xe đúc, nó sẽ được hoàn thiện chiếc xe đúc để đúc cho cái khối K2. Có lẽ như với những hình ảnh này thì mình cũng cảm thấy là bên cái trụ tháp T16 bên bờ của Vĩnh Long có tiến độ nhỉnh hơn về cái phần mà khối nhịp chính dây văng ở bên dưới để thi công bảo mặt cầu, cũng như là cái phần thi công cho các đúc đúc ở bên trên. Cái đúc đúc bên trên cũng nhanh hơn, nhỉnh hơn một xíu về tiến độ giữa hai cái trụ tháp chính T15 và T16. Thì bên trụ tháp T16 thì có tiến độ nhỉnh hơn một xíu. Những cái phần ống của cái phần đài giáo đem vào bên trong đất liền nè. Còn đây là xong cái đôi, theo như mình nhớ là vậy. Bên đây thì mình thấy là đang thi công cho cái phần mà làm bờ kè nè. Bờ kè cặp theo cái sông Tiền nè, và cặp theo cái cửa của sông Cái Đôi. Nó đang đảm nhận thi công cái phần bờ kè. Cái việc thi công bờ kè này cũng là một cái công việc cho cái bên của cái phần của cầu Nguyễn Thượng 2 đảm nhận thi công luôn. Đó, một cửa vào sông Cái Đôi như mình biết là vậy. Còn này là phần cầu dẫn các đúc đúc, các nhịp đúc hẳn cân bằng trên bản mặt cầu nối dài ra đấy tới ngoài lòng sông đang thi công cái trụ tháp chính này.
hình ảnh rất là đẹp mắt. Bên trên cái khối dầm K1 này các thiết bị rất là nhiều. Cái trụ tháp chính T16 này nhìn sơ qua cũng đã nắm rồi. Bây giờ mình cùng vào bên trong một xíu nha quý cô chú anh chị em. Chạy cặp theo cái cầu dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 này vào bên trong một xíu nha. Phần cầu dẫn này bên địa phận của phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long nè, theo như mình được nhớ là thuộc gói thầu XL04 của nhà thầu Nhạc Sơn, cơ bản là gần hoàn thiện hết rồi. Bên dưới là cái phần quốc lộ 80 mình cũng có đề cập nhiều rồi. Vị trí này đã được giải phóng mặt bằng rồi nha các bạn. Và cái này là một cái nhánh ra vào của cái nút giao quốc lộ 80. Đang thi công cắm bắt hấm đứng và cắm bắt hấm ngang đã hoàn thiện rồi nè. Nút giao quốc lộ 80 và nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ về dưới á, về Cần Thơ á. Đây là một cũng là một cái nhánh để nối với cầu Mỹ Thuận 2 và nối với nút giao quốc lộ 80 cũng như nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để về Cần Thơ. Đoạn này vẫn chưa xong, vẫn còn vướng hai cái căn nhà này của bên bộ phận nào thì mình vẫn chưa rõ. Như quý cô chú theo dõi thường xuyên, quý cô chú chắc cũng đã gành, mình cũng có chia sẻ các bạn thấy rồi đó, vẫn còn vướng hai cái căn hộ đó, hai cái nhà đó. Như vậy thì quý cô chú cũng đã nắm được cái tình hình diễn biến cũng như là cái việc thi công hai trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 và những hình ảnh về việc thi công ở hai cái đầu cầu cũng như phần cầu dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 giữa hai bên bờ Tiền Giang và bờ Vĩnh Long. Cảm ơn quý cô chú đã xem video. Nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bên dưới đây là phần thi công, cái phần cầu dẫn chân cầu của cầu cái đôi đang thi công mở rộng thêm một cái nhánh cầu cái đôi thứ hai nè. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú ở những video sau nữa nha. Cho những lần cập nhật về tiến độ mới của cái dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này, là cầu cao tốc Bắc Nam này, nói qua giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long này nhé.